Warren Buffett, Warren Edward Buffett là tỷ phú nổi tiếng, ông trùm kinh doanh và đầu tư người Mỹ. Ông giữ vị trí chủ tịch kiêm cổ đông lớn nhất của công ty đa quốc gia Berkshire Hathaway. Tính đến thời điểm hiện tại, theo tạp chí Forbes, ước tính giá trị tài sản ròng của Buffett là 118 tỷ đô, đứng thứ 5 trên toàn thế giới. Nhưng nhà tỷ phú này hoàn toàn khác hẳn với những tỷ phú nổi tiếng của thập niên 80 như Ivan Boesky hay là Michael Milken. Ông được biết đến như một người đã giàu lên một cách sạch sẽ. Những bước chân ông đã dấn thân vào thế giới tài chính không chỉ tạo ra những thành tựu đáng kinh ngạc mà còn để lại dấu ấn sâu sắc, mở ra một cuộc hành trình khám phá danh mục đầy kỳ vĩ của một con người có tầm nhìn và sự gan dạ. Qua bài viết của tác giả Trang Lê, chúng ta sẽ cùng nhau khám phá danh mục đầu tư của Warren Buffett từ những cổ phiếu đình đám cho đến những bước quyết định đằng sau những động thái gần đây của ông. Hãy cùng bắt đầu hành trình khám phá về một trong những tâm huyết lớn nhất của thế giới tài chính, người đã chứng minh rằng thành công không chỉ đến từ may mắn, mà còn từ tri thức, chiến lược và sự kiên nhẫn không biên giới. Bạn yêu thích những video về kinh tế tài chính từ Spider Room và muốn tìm hiểu thêm nhưng không biết bắt đầu từ đâu? Bạn muốn chia sẻ những kiến thức về kinh tế tài chính của mình cho cộng đồng và được Spider Room chuyển thể thành video trên kênh YouTube của nhà nền? Còn chần chờ gì nữa mà không tham gia ngay? Tiền ở đâu, đầu ở đó, group mới toanh từ Spider Room, nơi bạn có thể chia sẻ kiến thức, kết nối với những người có cùng đam mê. Tham gia ngay bằng đường link ở dưới phần mô tả các bạn nhé. Warren Buffett, tên đầy đủ là Warren Edward Buffett, là một trong những nhà đầu tư thành công vượt trội và là tượng đài của thế giới tài chính. Với sự sáng tạo tài chính và tầm nhìn sắc bén, ông đã xây dựng một danh tiếng không thể tách rời với lĩnh vực đầu tư và quản lý tài sản, còn được biết đến với cái tên thân mật Oracle của Omaha. Warren đã làm cho tên tuổi của mình trở nên thần thoại trong cả giới tài chính lẫn đầu tư. Warren Buffett là một người Mỹ khá thầm lặng, với mỗi lời nói, hành động đều khiến cho cả thế giới để ý. Người đàn ông giàu có bậc nhất nước Mỹ này sống khiêm tốn trong căn nhà ở thật xa phố Wall, trung tâm tài chính và chứng khoán lớn nhất nước Mỹ và thế giới. Ông ở Omaha, một thị trấn nhỏ với 300.000 dân thuộc tiểu bang Nebraska. Huyền thoại đến từ Omaha nổi tiếng không chỉ nhờ những triết lý kinh doanh đúng đắn mà còn bởi lối sống giản dị đến bất ngờ. Warren cũng là một nhà từ thiện lớn. Ông viết trong thông cáo báo chí: "Di chúc của tôi quy định rằng hơn 99% tài sản của tôi được dành cho mục đích từ thiện." Năm 2006, Buffett cam kết rằng sẽ tặng 85% cổ phần của mình trong công ty cho tổ chức từ thiện, dành phần lớn số tiền đó cho quỹ Bill and Melinda Gates. Warren Buffett không chỉ đơn thuần là một nhà đầu tư vĩ đại, mà còn là biểu tượng của sự kiên nhẫn và khả năng dự đoán tương lai. Khi người ta nhắc đến Warren Buffett, một con số không thể không kể đến là 19,8%. Đó là tỷ lệ tăng trưởng hàng năm của danh mục đầu tư của ông từ năm 1965 cho đến năm 2022. Một con số ấn tượng, gấp đôi tỷ suất tăng trưởng của chỉ số S&P 500, bao gồm cả cổ tức. Chiến lược đầu tư của Warren Buffett không chỉ đơn giản là mua và bán cổ phiếu. Ông là người tôn thờ triết lý đầu tư giá trị. Ông chọn mua các công ty với tiềm năng tăng trưởng lâu dài và giá trị thực sự vượt xa so với giá hiện tại. Như một bậc thầy trong việc xác định giá trị thực sự của một công ty, ông tập trung vào việc hiểu rõ cơ cấu kinh doanh, nguồn thu và triển vọng tương lai của mỗi công ty trước khi đưa ra quyết định đầu tư. Một trong những khoản đầu tư tuyệt vời nhất của Warren Buffett trong mọi thời đại là Coca-Cola. Tình cờ thay, đây cũng là cổ phiếu Berkshire Hathaway nắm giữ lâu nhất. Không có khoản đầu tư nào có thể thể hiện rõ hơn kỹ năng, sự kiên nhẫn và khả năng thiên bẩm của nhà tiên tri xứ Omaha trong lĩnh vực đầu tư hơn thương vụ này. Năm 1987, thị trường chứng khoán Mỹ rơi vào đợt lao dốc kinh hoàng và mang lại một số cơ hội hấp dẫn cho nhà đầu tư. Khi ấy, tất cả các cổ phiếu đều bị bán tháo, trong khi ít ai quan tâm đến nguyên tắc cơ bản của chúng. Coca-Cola chính là một ví dụ. Buffett lần đầu tiên mua cổ phiếu Coca-Cola vào năm 1988. Cổ phiếu Coca-Cola khi ấy chỉ giao dịch ở mức vài USD. Và cuối năm 1989, ông mua 23,35 triệu cổ phiếu trị giá 1,8 tỷ đô. Giá trị sổ sách của Berkshire Hathaway năm 1989 là 4,9 tỷ đô, có nghĩa là cổ phiếu của hãng Coke chiếm tới 20% giá trị tài sản ròng của Berkshire. Một trong những lý do khiến cho Buffett quyết định mua Coke vào năm 1988
là vì thương hiệu này có rất nhiều tiềm năng để vươn tầm quốc tế và hãng đang được giao dịch ở mức định giá khiêm tốn. Coca-Cola bắt đầu chia cổ tức theo quý kể từ năm 1920 và liên tục tăng mỗi năm kể từ năm 1963. Với 60 năm tăng cổ tức, Coca-Cola được gọi là vua cổ tức. Hãng nước giải khát chia cổ tức ở mức trung bình 46 cent trên một cổ phiếu mỗi quý và Buffett kiếm được gần 1 tỷ đô mỗi năm từ đó. Đó là một quyết định đầu tư táo bạo và được thực hiện sau một trong những cú sụp đổ tàn khốc nhất của thị trường trong lịch sử. Nhưng chính sự sẵn sàng chớp lấy thời cơ và chấp nhận lăn xả trong thời kỳ biến động đã biến Warren Buffett trở thành huyền thoại. Trong quý 2 năm nay, Berkshire Hathaway đã thực hiện những điều chỉnh đáng chú ý với danh mục đầu tư của mình. Công ty đã mở vị thế trong D.R. Horton, Lerner và NVR, cho thấy việc mở rộng ra thị trường nhà ở. Ngoài ra, Berkshire cũng điều chỉnh một chút trong mảng cổ phiếu năng lượng qua việc tăng vị thế trong Occidental Petroleum, trong khi giảm tỷ lệ sở hữu tại Chevron. Những thay đổi này được báo cáo trong báo cáo 13F hàng quý của công ty, được theo dõi chặt chẽ bởi các nhà phân tích tài chính và đầu tư. Mặc dù có những thay đổi này, một số vị thế lớn nhất của Berkshire Hathaway vẫn giữ nguyên. Công ty không thực hiện bất kỳ điều chỉnh nào với hai vị trí cổ phiếu lớn nhất của mình là Apple và Bank of America. Cổ phiếu của Apple chiếm vị trí hàng đầu trong danh mục đầu tư về giá trị thị trường và chiếm hơn một nửa tổng danh mục vốn cổ phiếu của Berkshire. Trong khi đó, Bank of America vẫn giữ vị thế là cổ phiếu lớn nhất về số lượng cổ phiếu. Vào cuối tháng 6 năm 2023, các vị thế hàng đầu trong danh mục đầu tư của Berkshire Hathaway theo tỷ trọng danh mục là như sau. Danh mục đầu tư của Berkshire Hathaway cũng bao gồm các vị thế đã được giữ lâu dài và đã vượt qua thử thách của thời gian. Các cổ phiếu như là Kraft Heinz, Coca-Cola và America Express đã là một phần của danh mục trong nhiều năm. Thậm chí ông đã sở hữu cổ phiếu Coca-Cola từ thế kỷ trước. Những vị thế này phản ánh cam kết của Buffett đối với các cổ phiếu thể hiện tính ổn định và lịch sử biểu hiện hiệu suất kiên định. Apple có một vị trí quan trọng trong danh mục đầu tư của Berkshire Hathaway về giá thị trường, khiến nó trở thành cổ phiếu lớn nhất trong danh mục về giá trị. Vị thế trong Apple được đánh giá là khoảng 117,6 tỷ đô la vào cuối tháng 6 năm 2023. Vị thế này hiện chiếm hơn một nửa tổng danh mục vốn cổ phiếu của Berkshire, thể hiện sự tăng trưởng đáng kể của cổ phiếu Apple trong danh mục. Berkshire cũng là cổ đông lớn nhất của Apple, nếu không tính các quỹ đầu tư. Các kết quả tài chính mạnh mẽ, lợi nhuận và quản lý xuất sắc của Apple là ví dụ điển hình cho cổ phiếu Warren Buffett. Chiến lược đầu tư của Warren Buffett với trường phái đầu tư giá trị tập trung vào việc nắm giữ cổ phiếu trong thời gian dài và ưu tiên đầu tư vào các công ty ổn định, tiềm năng tăng cổ tức vẫn tiếp tục định hình danh mục đầu tư của Berkshire Hathaway. Mặc dù có những sự điều chỉnh gần đây, ông vẫn kiên định với những nguyên tắc đã được thử thách theo thời gian. Sự thành công đáng kinh ngạc của danh mục đầu tư vượt qua thị trường trong nhiều thập kỷ đã rõ ràng làm nổi bật tính hiệu quả của phương pháp đầu tư của ông. Những bài học quý báu từ hành trình đầy táo bạo của Warren Buffett đã trở thành nguồn cảm hứng không thể đo bằng giá trị, khuôn mẫu cho những ai theo đuổi sự nghiên cứu đầu tư và tạo nên tầm nhìn sâu xa trong thế giới tài chính.